Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, dù ở bất cứ quy mô công suất và địa điểm nào. Do vậy, trong khai thác và chế biến khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường phải được quan tâm đúng mức trước yêu cầu phát triển sản xuất xanh, bền vững. Một trong những nội dung về bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản là quản lý, vận hành các hồ chứa quặng đuôi một cách hiệu quả và an toàn. Theo thống kê của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương, cả nước hiện có khoảng 120 hồ chứa quặng đuôi đang hoạt động trên địa bàn 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Phần lớn các hồ đập chứa quặng đuôi nằm trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai. Do chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hồ đập chứa quặng đuôi nên hầu hết hồ đập hiện tại được thiết kế, xây dựng vận dụng các quy định đối với hồ đập chứa nước. Thực tế cho thấy, quá trình vận hành hồ đập chứa quặng đuôi có thể gây ra sự cố về an toàn và môi trường. Để tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường nói chung và công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hồ chứa quặng đuôi nói riêng, ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Việc triển khai các quy định của thông tư đã được phổ biến đến các doanh nghiệp chế biến khoáng sản. Tỉnh Lào Cai được xác định là một cái tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản. Trong công tác quản lý từ khâu quy hoạch rồi đến cái khâu thẩm định thiết kế là yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ đúng đủ theo cái quy trình quy phạm của luật xây dựng, luật khoáng sản. Thì trong thời gian vừa qua thì các đơn vị khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có các hồ chứa thì quá trình mà vận hành thì đảm bảo tuyệt đối an toàn, và đặc biệt là từ khi có cái thông tư năm 2020 có thông tư 41 của Bộ Công Thương về an toàn quản lý an toàn hồ đập thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị về tuyệt đối tuân thủ cái quy trình quy phạm. Cái vấn đề về hồ thải chứa quặng đuôi thì nó là một trong những cái thành tố ở trong cái ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Chúng ta vẫn sử dụng các cái tiêu chuẩn của các cái hồ thủy lợi trong cái việc mà thiết kế các cái hồ chứa quặng đuôi. Tuy nhiên thì hai cái tính chất lưu trữ thì nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy thì trong những năm gần đây thì Đảng, Nhà nước cũng như là các cái đơn vị chuyên ngành thì có dành cái sự quan tâm nhiều hơn đến cái việc mà chúng ta phải xây dựng các cái tiêu chuẩn về kỹ thuật trong xây dựng, quản lý, vận hành các cái hồ thải quặng đuôi để đảm bảo là lưu giữ nó được an toàn. Là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, doanh nghiệp này đặc biệt coi trọng đến việc xử lý các chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất. Đối với cái nước thải từ sản xuất, công ty chúng tôi sẽ thu gom, xử lý tại nguồn và sau đó bơm về cái trạm xử lý nước thải tập trung. Tại trạm xử lý nước thải tập trung, chúng tôi sử dụng các công nghệ như là vi sinh, công nghệ hóa lý để xử lý nước thải. Sau đó nước thải sẽ chảy qua các cái hệ thống hồ lắng và các cái bãi lọc sinh học để mà xử lý làm sạch triệt để nước thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Tại cái điểm xả thải chúng tôi cũng lắp cái hệ thống quan trắc tự động để truyền số liệu về nhà máy chúng tôi cũng như là truyền về số liệu về Sở Tài nguyên Môi trường để mà minh bạch hóa các thông tin. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản, trong những năm qua, ngành công thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về môi trường, từng bước kiểm soát nguồn thải trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Tuy nhiên, bên cạnh các chế tài, các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản cần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động đổi mới công nghệ, hướng tới sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên, cần có một đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, nhất là những nơi có hoạt động khai thác khoáng sản cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để cùng chung tay bảo vệ môi trường.